Phân bón đóng vai trò rất là quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. Hãy dùng ngày phân bón Biomass là loại phân bón hữu cơ sinh học với công thức tối ưu, chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của cây trồng, với các thành phần trung vi lực cần thiết cho cây trồng, cung cấp một lượng chất hữu cơ phong phú, giúp làm tăng độ phì nhiêu cho đất cằn cỗi, bạc màu và đất sau thu hoạch. Điều này giúp cải thiện cấu trúc đất, làm cho đất trở nên màu mỡ hơn. Sản phẩm tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của hệ vi sinh vật có ích trong đất, giúp đất tơi xốp và thoáng khí. Điều này còn tạo điều kiện lý tưởng cho bộ rễ cây dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng, từ đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của cây trồng, giúp cây trồng khỏe mạnh hơn, tăng tính đề kháng đối với bệnh hại và điều kiện môi trường bất lợi. Điều này cũng giúp cây ra nhiều hoa và trái hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bón 30-50kg cho 1.000m², bón thúc sau 15-20 ngày. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kiesuhui.vn.